sử dụng thì mẹ thấy là cái tình trạng rối loạn của Miu nó đã giảm rõ rệt ạ. Bạn ý cùng với cái việc là mẹ cải thiện cái chế độ ăn cho bạn chẳng hạn, như là mẹ sẽ chế biến trong bữa ăn rất là nhiều những cái loại rau cho bạn ý, và Miu cũng hào hứng với bữa ăn hơn, ăn được nhiều rau hơn, rồi hoa quả, nước ép trái cây hay là sinh tố vân vân, cùng với việc là bổ sung hai ống đây ạ, Rexam mỗi ngày 2 ống ạ. Thật ra là khi cho con sử dụng ạ thì mẹ Miu ngại nhất đó chính là vấn đề phải pha chế rất là phức tạp, bởi vì là có những lúc con đi học ạ, bạn Miu bây giờ là không phải bạn ấy ở nhà như là bạn heo con nữa, mà Miu đi học ở trường rồi, cho nên là làm như thế nào để con dễ dàng mang đi theo khi đi học chẳng hạn, hoặc là ở nhà mẹ bận thì có thể là bảo bạn ấy ra bạn tự lấy, bây giờ bạn uống được, thì mẹ Miu thấy ưng ý nhất đó chính là cái dạng bào chế của Bregman, là xem đó chính là Bregman bào chế dạng nước, nó không có mùi vị gì khó chịu cả, không có mùi vị gì khó chịu đâu ạ. Nhưng những cái men khác thì nó có thể bị đắng một chút này, hay là bị chát này. Thế nhưng riêng Bregman thì các mẹ ạ, nó hoàn toàn là không có mùi vị gì, nó như là bạn uống nước lọc thôi, cho nên là rất là dễ. Và thứ hai nữa là thiết kế dạng ống như thế này thì con bẻ ra uống rất là dễ dàng. Tí nữa thì cũng đã đến lúc mà bạn như phải uống tí buổi buổi tối lát nữa đấy ạ. Thì cả nhà sẽ xem là Miu uống có thể khó chịu hay như nào không cả nhà nhé. Bây giờ thì mẹ Miu xin giới thiệu thêm một chút về cái sản phẩm này. Mẹ Miu sau khi mà sử dụng 2 tuần đấy ạ, thì thấy cái tình trạng về tiêu hóa của bạn Miu là giảm rõ, tức là được cải thiện rõ rệt này. Con ăn ngon miệng hơn, ngủ ngon hơn, giảm táo bón và đi ngoài đều đặn. Và sau khoảng 3 tháng sử dụng, tức là một cái liệu trình này khoảng dùng được khoảng hơn 1 tháng, thì 3 tháng sử dụng thì gần như là con đã hết hoàn toàn cái táo bón và tiêu hóa tốt, ít ốm, ít bệnh vặt hơn, trộm vía bạn đấy ạ. Đây ạ. Mẹ Miu vừa nói rồi đấy ạ, là thực ra là thỉnh thoảng mẹ cũng mua mẹ dùng luôn, bởi vì là nhìn có nhiều loại, ví dụ men vi sinh ạ thì phụ nữ có thai và cho con bú cũng uống được. Và bây giờ là mẹ đang đang nuôi em heo hoàn toàn là bằng sữa mẹ, thì cho nên là mỗi lần có cái vấn đề rối loạn về tiêu hóa thì mẹ Miu cũng dùng luôn cái sản phẩm này, rất là an toàn. Đây là khi mà giới thiệu với các mẹ đấy ạ, thì cái men Bregman này thì đã được là một cái công trình nghiên cứu rất là dày công của tiến sĩ Nguyễn Hòa Anh, và ông đã nghiên cứu 15 năm ở Nhật, sau đó thì tham gia nhiều những cái hội nghị về vi sinh quốc tế, và chất lượng thì được tổ chức FDA đã chứng nhận, và Bộ Y tế cũng chứng nhận là an toàn, hoàn toàn là an toàn đối với trẻ nhỏ cũng như là kể cả phụ nữ mang thai và cho con bú. Mẹ Miu lại xin phép là dừng lại một chút để trao đổi với cả nhà mình nhé. Mưu uống được hết 3 tháng thì mẹ thấy là cái gần như là con tình trạng nó đã được cải